đây là SH Việt Nam, cái mẫu hình 7 á, chạy lâu rồi, mấy ngàn cây. Bây giờ phải làm cái hộp xăng kim cung rồi lại 8.000. Nó thì nó dơ lắm nha anh em, đó. Đèn kịnh. Do khí hậu Việt Nam mình nó bụi lắm. Bây giờ lắm. Cái ông xăng của đất Việt Nam là 27 ly. Của Vario thì 26 thôi. Đây, cái bây giờ đó nó cái máy nó công suất nó mạnh hơn, cái đất tới 15 mã lực. Còn Vario chỉ 13 thôi. Cái đời cũ là 12.5. 27 ly thôi. Để mình làm xong rồi mình test cho anh em xem. Test giờ cũng rồi nhỏ ra. Giờ anh em xem clip nha. Đây, sau khi mình rửa xong thì nó sạch như này anh em. Rất là sạch này. Nó trắng luôn, nó mới lại. Nó chạy mà anh em không bảo trì nó dơ lắm, còn bếp phun nữa, mình xúc bếp nữa. Thôi coi cám này bắt này vô trước đi. Test cái nồi SH150 mới làm nồi gắn bô 300. Hết rung đầu luôn nha. Đây là biểu diễn rồi, biểu diễn cái phần bóng đúng rồi. Bóng đầu, bóng đầu. Đó, bóng đầu. Đó, hai bên luôn, hai bên luôn. Bật lên, bật lên. Đó, chở bạn gái là bật cái là xong nha. Đó. Quá dữ luôn. Rồi, giờ thử đi bà. Anh chạy đi luôn, anh chạy đi luôn. Đại Bảo ơi, xúc dây rồi, Bảo ơi. Giúp ngàn bộ anh trong bảo này phải xúc gì ra chứ đúng rồi. Rồi để cho làm vậy. Rồi, chờ thử đi. Thôi. Rồi. Và vô nhà đang làm nồi co gió, lọc gió. Lên một xăng lớn luôn. Mình có làm mẹ super winner rider quay rim đồ đầy đủ nha. Tàu lại bảo à.